bạn ơi, bạn có một điều rất là buồn, đó chính là trong năm 2024 này, tình hình kinh tế trong và ngoài nước đang có rất nhiều biến động. Cũng như bao nhiêu năm qua, thì trong năm 2024 này, tiền Việt tiếp tục lại bị trượt giá. Tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và tiền Việt Nam đồng đang gần chạm ngưỡng là 25.000 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Theo dự tính toán thì tiền Việt đã mất giá khoảng 5% so với đô la Mỹ trong năm vừa qua. Vào tháng 1 năm 2023 thì tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ là 23.500 đồng trên 1 đô la Mỹ. Và đến cái thời điểm tháng 1 năm 2024 này thì 1 đồng đô la nó tương đương với 24.000 đồng Việt Nam. Và tại thị trường chợ đen thậm chí nó còn chạm ngưỡng 25.000. Việt Nam đồng của chúng ta đang bị xếp trong nhóm đồng tiền có mệnh giá thấp nhất thế giới. Hiện tại chỉ cao hơn đồng rian của Iran một xíu thôi. Tại sao lại như vậy? Hiện nay trên thế giới, nền kinh tế vĩ mô đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Chiến tranh, xung đột địa chính trị, suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao, lạm phát tăng, vân vân, rất nhiều lý do. Sau hàng loạt biến động mạnh của giá vàng trong nước, đồng đô la Mỹ vẫn giữ ở mức lãi suất cao và lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm sâu, khiến cho độ hấp dẫn và giá trị của đồng tiền Việt tiếp tục giảm. Vậy, đồng tiền Việt mất giá thì có ảnh hưởng gì đến túi tiền của chúng ta hay không? Tất nhiên là có rồi. Nó không chỉ là những cái số liệu phân tích không thôi các bạn, mà khi đồng tiền của chúng ta mất giá thì đương nhiên tất cả chúng ta sẽ nghèo đi. Thực tế là khi mà bạn nhận được một cái số lương tương tự như trước đây, nhưng cái giá trị của nó đã bị giảm đi 5% rồi. 10 triệu của bây giờ nó không hề giống 10 triệu của 5 năm trước, lại càng không giống 10 triệu của 10 năm trước. Và nếu như ai đó trong số các bạn giữ tiền mặt trong một cái khoảng thời gian dài, có thể là 10 năm trước, 20 năm trước đến tới cái thời điểm bây giờ, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra là cái số tiền đó nó không còn giá trị bằng giống như cách đây nhiều năm về trước. Có 3 yếu tố khiến cho tiền Việt mất giá. Thứ nhất, đó chính là lạm phát. Theo thống kê của Bộ Tài chính, chỉ số lạm phát căn bản của năm qua của Việt Nam ở mức 4,5%. Còn chỉ số thực tế ở ngoài thị trường thì theo từng giai đoạn lịch sử bạn biết rồi đó. Ví dụ như mình nhớ là cái hồi mà mình còn học cấp 1 thì một cái ổ bánh mì thịt mua với giá 5.000, đúng không? Còn bây giờ một cái ổ tương tự bèo thì cũng 25.000. Thậm chí mình đi vô trong quận 1 ấy, có chỗ bán 65.000. Yếu tố thứ hai khiến cho tiền Việt mất giá đó chính là ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất và bơm tiền ra ngoài thị trường. Hiện nay, trong cái thời điểm hiện tại mà mình chia sẻ cho mọi người đây, thì lãi suất của ngân hàng đang đạt mức thấp kỷ lục. Áp lực từ ngân hàng Việt Nam liên tục hạ lãi suất. Điều này nó khiến cho độ hấp dẫn của tiền Việt bị giảm xuống. Về chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cũng liên tục bơm tiền vào thị trường. Và theo như một số nguồn, thì ước tính trong năm nay sẽ có khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng được bơm vào thị trường. Để làm gì? Để đảm bảo hạn mức tăng trưởng tín dụng 15%. Vậy nên, lượng cung tiền lớn sẽ áp lực lớn lên giá trị đồng tiền Việt theo quy luật cung cầu của thị trường. Khi mà lượng cung lớn sẽ khiến cho giá trị tiền Việt bị giảm xuống. Yếu tố thứ ba đó chính là hiện nay người dân đang rất quan tâm đến những kênh đầu tư hấp dẫn khác thay vì là giữ tiền mặt. Rất nhiều người thay vì giữ tiền mặt, họ sẽ ưu tiên chuyển tiền mặt của mình sang vàng, đô la Mỹ, bất động sản, vân vân, để giữ cho giá trị tài sản của mình, tránh khỏi lạm phát và sự mất giá của đồng tiền. Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, mọi người có thể thấy rằng nền kinh tế đang phải đi qua một cái thời kỳ rất là ảm đạm và dễ bị tổn thương. Bạn có thể thấy rất rõ ràng, tại những thành phố lớn, rất nhiều cửa hàng, rất nhiều doanh nghiệp, hay cụ thể hơn là rất nhiều mặt bằng bị trả lại, kinh doanh ế ẩm, buôn bán khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản, đóng cửa, cắt giảm nhân sự. Cho nên nếu như bạn vẫn hàng ngày đang đi làm và vẫn nhận lương đều đặn, bạn là một trong những người may mắn. Nhưng nếu không phải là như thế thì xin chia buồn với bạn, bạn cũng giống như mình trong khoảng thời gian trước đây. Trước tình hình kinh tế như vậy và việc tiền Việt bị giảm giá trị thì bạn có 3 việc cần làm ngay để bảo vệ tài sản của mình. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây 3 việc cần làm ngay để bảo vệ tiền của mình. Việc thứ nhất và tiên quyết đó chính là chúng ta cần phải thắt chặt chi tiêu. Hạn chế chi tiêu vào những việc làm vô bổ hay là mua sắm những cái thứ không thực sự quá cần thiết cho cuộc sống. Điều này sẽ giúp cho bạn tránh được sự lãng phí không cần thiết trước tình hình kinh tế suy thoái như bây giờ. Theo như Cục Tổng Thống kê thông báo, trong năm 2023 có đến hơn 600 doanh nghiệp tuyên bố đóng cửa mỗi ngày.
và cho tới thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ngừng kinh doanh nó lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp ở khắp các tỉnh thành. Và cũng từ đó, làn sóng thất nghiệp cũng vì thế mà gia tăng, dù cho chính sách hỗ trợ của nhà nước đã và đang thực hiện để hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp hạ lãi suất. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp cũng không thể gồng nổi. Điều này bởi vì một vài cái nguyên nhân như sau. Đầu vào quá cao, đồng tiền Việt mất giá, giá nguyên liệu thô nhập khẩu cao, đầu ra bất ổn. Và doanh nghiệp khó khăn thì cũng dẫn đến lương thưởng bị thắt chặt, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động, trong đó có mình và bạn. Do đó, mình nhắc lại, việc làm cấp thiết trong thời điểm hiện tại chính là thắt chặt chi tiêu, nhất là những cái thứ không cần thiết, đặc biệt là đồ xa xỉ, đồ nhập khẩu và những cái thứ không thực sự cần thiết cho cuộc sống cũng như tương lai của bạn. Nếu như có những cái khoản mà bạn cần phải chi để mua sắm, tiêu dùng thì hãy ưu tiên chọn đồ nội địa. Lý do chính là vì tỷ giá đô la Mỹ cao sẽ khiến cho đồ nhập ngoại đắt đỏ hơn bình thường rất nhiều. Việt Nam chúng ta là một quốc gia rất ưa chuộng hàng ngoại hơn là hàng nội địa. Nhưng trong trường hợp này bạn cần phải cân nhắc. Thay vào đó bạn hãy chọn mua hàng của Việt Nam. Nếu cùng với sản phẩm đó bạn muốn chất lượng cao hơn thì hãy chọn mua hàng Việt Nam chất lượng cao. Bởi vì đa số nguyên liệu đầu vào nước ta đều có. Khi các hàng tiêu dùng được sản xuất trong nước, giá thành sẽ rẻ hơn với chất lượng tương đương. Ngoài ra, khi mà bạn ủng hộ hàng trong nước chính là bạn đang góp phần thúc đẩy cán cân tỷ giá nội tệ, giúp giảm thiểu sử dụng đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ thúc đẩy tăng giá trị đồng tiền Việt, đưa đất nước ta giàu mạnh hơn. Như vậy, bạn vừa tiết kiệm được đồng tiền trong túi và góp một phần vào nền kinh tế vĩ mô của đất nước. Việc thứ hai mà bạn cần làm đó chính là gửi tiết kiệm ngắn hạn. Nếu bạn đang có một lượng tiền mặt mà bạn cũng chưa biết là sẽ đầu tư cái gì thì tốt nhất là hãy nên mạng đi gửi tiết kiệm, chứ đừng có để không. Nói tới đây thì có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi là hiện tại lãi suất đang thấp thì tại sao lại đi gửi tiết kiệm? Câu trả lời là vì bạn chưa biết đầu tư gì thì bạn nên dùng số tiền nhàn rỗi đi gửi tiết kiệm. Thà rằng chúng ta giữ tiền sinh ra thêm được một chút lãi thay vì chúng ta bị thua lỗ mất tiền. Và vừa an toàn, không sợ trộm cắp, gửi tiết kiệm sinh ra được thêm ít lãi để chống lại lạm phát cũng như sự trượt giá của đồng tiền. Ví dụ bạn có 100 triệu, bạn quyết định giữ 100 triệu đó ở dạng tiền mặt, thì sau 1 năm, giá trị của 100 triệu đó nó không còn tương đương với giá trị 100 triệu của thời điểm hiện tại. Bởi vì vật giá leo thang nên giá trị của nó đã không còn như ban đầu rồi. Hiện nay lãi suất tiết kiệm đang thấp kỷ lục, nhưng có một cái điều bất ngờ là lượng tiền gửi vào ngân hàng của người dân vẫn đang ở một con số cao kỷ lục, hơn 13,7 triệu tỷ đồng. Vậy tại sao chúng ta nên gửi tiết kiệm ngắn hạn thay vì dài hạn? Bởi vì khi bạn gửi ngắn hạn, nếu bất kỳ trong một cái khoảng thời điểm nào những cái cơ hội đầu tư hấp dẫn xuất hiện bất chợt, ví dụ như đột nhiên có ai đó vì một lý do nào đó mà họ muốn bán đi miếng đất của họ với một cái mức giá rất rẻ, thì những cái tài sản cơ hội như vậy nếu bạn gửi tiết kiệm dài hạn thì làm sao bạn có thể rút ra nhanh chóng để ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Như vậy, gửi tiết kiệm ngắn hạn để tối ưu phần lãi và sẵn sàng rút tiền mua tài sản tốt khi cơ hội ập đến. Bên cạnh đó, để cân bằng cán cân giữa tỷ giá nội tệ và đồng đô la Mỹ thì sớm muộn gì ngân hàng nhà nước cũng sẽ tăng lãi suất nhằm để thu hút vốn đầu tư và tránh chảy máu tiền tệ ra bên ngoài. Do đó, thời điểm này nên chọn gửi tiết kiệm ngắn hạn để nhanh đáo hạn và gửi kỳ hạn mới với lãi suất cao hơn. Giờ thì bạn đã hiểu lý do tại sao mọi người lại gửi tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất thấp ở giai đoạn này rồi chứ. Việc làm thứ ba cũng chính là việc làm mà mình hứng thú nhất để chia sẻ cho mọi người. Đó chính là không có một cái cách giữ tiền nào tốt bằng cách tạo ra nhiều tiền hơn nữa. Có một cái câu nói mà mình rất tâm đắc, đó chính là người hay đi học thì chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, nhưng người nhiều tiền thì chắc chắn là những người chăm học hỏi. Đây là một câu biến thể, tuy nhiên các bạn hãy cảm nhận nó. Ở đại đa số những người có thành tựu trên thế giới này, dù cho họ đã có thành quả hoặc là đang có thành quả hay là chuẩn bị có thành quả, thì có một cái điểm chung thường thấy ở họ là họ rất chăm học hỏi và du nạp kiến thức mỗi ngày. Và họ luôn biết được rằng để đạt được mục đích thành đạt và giàu có thì nó sẽ không bao giờ đến từ cái việc chỉ luôn đi làm, gom góp lương bổng và cất lại, giữ lại, mà họ luôn đi tìm những con đường, những phương pháp cũng như những cái kiến thức để làm sao họ có thể tạo ra được nhiều thu nhập nhất có thể. Thì chỉ khi vậy họ sẽ không cần phải tốn tâm tốn sức để tìm cách bảo quản tài sản, tiết kiệm tiền bạc giống như trước đây. Và bạn biết điều gì không?
khi đồng tiền trượt giá. Nhóm người nào là nhóm người bị chịu ảnh hưởng nhất trong xã hội này? Đó chính là nhóm có khả năng tạo ra giá trị của cải thấp trong xã hội. Và nhóm người ít bị chịu ảnh hưởng nhất, đó chính là nhóm người có khả năng tạo ra thu nhập lớn và nhanh. Và thực tế, có một điều đặc biệt là những người thuộc về nhóm thu nhập cao, đại đa số những người này đều hiểu rằng việc giàu có không đơn thuần chỉ là túi tiền mà chúng ta đang nắm giữ. Tiền không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất vẫn là trong đầu của họ có gì. Khi họ sở hữu một công thức thành công, một phương pháp tạo ra thu nhập lớn, thì dù cho họ có mất hết số tiền hiện tại, thì họ vẫn sẽ tạo ra được tiền bạc của cải như thời điểm ban đầu. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã có công thức và phương pháp. Cho nên trong nhiều năm về trước, mình đã thấy rất nhiều người đi học phát triển bản thân cùng với mình. Sau một khoảng thời gian vài năm, đa số họ đều tạo ra cho mình được một cơ đồ, có thể là lớn, có thể trung bình hoặc là nhỏ. Tuy nhiên, họ nắm giữ được những bí mật cũng như phương pháp để tạo ra thu nhập riêng. Đa số họ đều sở hữu những kỹ năng High Income Skill. Và kể cả bản thân mình đã quan sát và nhận ra được những cái đặc điểm chung của họ. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, thì để thành công được, họ sẽ sở hữu cho mình khả năng tạo ra traffic, khả năng tạo ra số lượng khách hàng lớn. Và cuối cùng, họ sẽ biến những traffic, những khán giả của họ trở thành khách hàng tiềm năng của họ. Và khi họ giúp đỡ cho những người khán giả có nhu cầu và mong muốn giải quyết những vấn đề của họ, thì họ sẽ nhận lại được thù lao tương xứng. Đó là một cái mô hình, mô thiếp chung của đại đa số những người đã tạo ra được dòng thu nhập lớn mà mình từng biết. Và đúc kết từ những kinh nghiệm đó, mình cũng đã tìm ra được một con đường cho chính bản thân mình. Mình phát hiện ra YouTube cũng như bất kỳ một nền tảng nào như TikTok, Facebook, Instagram, vân vân đều có khả năng giúp cho mình tiếp cận được một lượng khán giả khổng lồ nếu như mình hoặc là bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của chúng ta. Từ đó, với số lượng khán giả đông đảo, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa họ thành khách hàng tiềm năng. Và trong những khách hàng tiềm năng sẽ có những người cần đến sự hỗ trợ giúp đỡ của chúng ta để giải quyết vấn đề của họ. Thì lúc này, nếu như chúng ta giải quyết được vấn đề cho khán giả, hay cụ thể hơn là khách hàng tiềm năng, thì chúng ta có thể tạo ra được một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Mình tạm gọi nó là bí quyết tạo ra lượng traffic lớn và chuyển hóa nó thành khách hàng tiềm năng, và để cuối cùng tạo ra được một nguồn thu nhập lớn. Và như thế thì dù tiền có mất giá thì nó chẳng còn quan trọng hay trở ngại gì với chúng ta nữa. Và nếu như bạn đang xem, quan tâm đến cách mà mình đã làm YouTube như thế nào, và nếu như bạn cũng muốn sở hữu cách dùng YouTube để tạo ra traffic, chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng và kiếm lại lợi nhuận khổng lồ, thì mình có một chiếc video để bên dưới phần mô tả để mọi người có thể là tìm hiểu. Và chốt lại một câu cuối cùng trước khi rời đi: không có cách giữ tiền nào tốt hơn bằng cách tạo ra nhiều tiền hơn. Mà để kiếm tiền được nhiều hơn nữa, chắc chắn trong hộp não của chúng ta không thể nào chỉ chứa mỗi tàu hũ. Bạn thân mến, thị trường kinh tế vẫn luôn khốc liệt với nhiều biến động, không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù cho giá trị đồng tiền Việt bị giảm, có vẻ chúng ta lại bị nghèo thêm một chút nữa, nhưng đây cũng chính là dịp để chúng ta có thể bình tĩnh và nhìn rõ lại hơn về tương lai của chúng ta. Video này rất quý giá cho những người nào biết sớm. Đừng quên comment quan điểm của bạn ở bên dưới để mọi người cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn bảo vệ tốt túi tiền của mình và tích lũy kiến thức để có thể nhân tiền lên rất nhiều lần trong thời gian sắp tới. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.